Otis Productions. Và chị bước vào đây á, thì thấy là hoành tráng nè, chuyên nghiệp với lại là mọi người rất là chăm chút cho cái bộ bên đây này, nên là cá nhân chị cũng mong là anh Lâm cũng như là ekip nhà LSEOUL thì càng ngày càng phát triển hơn nữa, càng ngày càng vững mạnh hơn nữa. Ra mắt của mọi người rất là hoành tráng, rất là trang trọng, đúng với cái tinh thần của LSEOUL đó giờ, rất là mọi người rất là chuyên nghiệp. Chúc mừng anh trai. Hẹn ông một thành công. Hôm nay đây một show thật là thành công. Dạ, thank you em. Nó hoành tráng lắm luôn á. Đẹp xuất sắc. Quá là đẹp. Chúc LSEOUL là sẽ gặt hái được những thành công mới trên cái chặng đường mới này. Tại vì đây là một cái chặng đường rất là đặc biệt. Đây là một bước ngoặt mới trong của LSEOUL. Và anh sẽ chúc LSEOUL và Lâm Khai Hoàng gặt hái thật nhiều thành công nữa. Thank you.
Productions.